Rồi, phần này chúng ta nói về cái view xe các em nhé. Thì tại sao phải dùng view xe? À, trong trường hợp á, có những cái dữ liệu nó sẽ nằm chung các em, nó nằm chung, đúng không ạ? Chứ không phải riêng này. Ví dụ các bạn thấy là cái trang này á, thì nhìn thế này thôi, nhưng thực ra nó có cái phần này chung này, phần bên trái chung đúng không? Phần danh mục này, ok chưa? Người ta sẽ không đặt ở đây các em. Người ta đặt luôn ở trang master chẳng hạn. Ví dụ thầy sẽ cắt cái bên master, thầy sẽ sửa lại một tí xíu như này cho nó hợp lý hơn này. Master của cái thằng này. Đây. Chỗ này thầy sẽ chia hai đây các bạn này. Chia hai đây mới đúng này. Row. Cấu trúc chung đó. Thứ ba ở đây và côn 9 nằm ở đây. Côn 9 sẽ nằm cái gear này. 9 gear nằm ở đây được chưa? Đó. Thì ở những trang con như trang index là một, thầy sẽ cắt cái côn 3 này ra ở phía trên côn 9 vừa rồi đó. Đây, đặt ở đây. Đúng chưa? Đấy, nó dùng chung mà. Chưa? Còn bên đây thầy sẽ xóa con 9 đi là được em. Xóa con 9 đi là được. Rồi. Thì như vậy là cái các trang khác cũng vậy thôi, chúng ta sẽ bỏ cái con 9 đi là được em. Bỏ con 3 đi được. Rồi cái này để nguyên. Block detail. Lần mau rồi đang sao nào. Hello home. Hôm nay nữa các em đây này. Rồi bỏ con 3 đi. Vì con 3 nó nằm ở trong kia rồi các em nhé. Để làm một con 9 thôi. Để một cái rau này thôi. Refresh xem nào. Đấy. Danh mục này. Kích vào trong này này cũng đó, danh mục nằm đây được chưa? Rồi. Ok, chỗ hello Google này các em có thể cho một cái banner chạy ở đây chẳng hạn. Đó, banner chạy đây, đây là chi tiết sản phẩm xem nào. Đây chi tiết sản phẩm, cái này là gọn rồi đấy. Rồi như vậy là cái vấn đề chúng ta này là những cái dữ liệu ở cái master view các bạn, các em nhớ nhá, dữ liệu ở master view nhá. Như vậy là cái dữ liệu danh mục này nó nằm ở master view này đúng không? Đó. Thì giả sử người ta vào đang about thì sao? Lỗi ngay, thấy chưa? Lỗi ngay, bởi vì sao ạ? Nếu như category này muốn có thì trong cái home controller của chúng ta http controller home, cái about này các em này cũng lại phải truyền danh mục cho nó, đúng nha. À vậy thì rắc rối rồi đây. Chúng ta có bao nhiêu action lại phải truyền bởi vì nó là master mà, thì nguy hiểm vô cùng các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái này đây đi, thấy chưa? Bỏ hết, không truyền trước gì nữa hết á, dẹp. Rồi bỏ. Chúng ta sẽ chuyển cái danh mục đó vào đâu ạ? À? Vào trong master view bằng cách như sau. Các bạn vào app provider. App này. Provider này. App service provider file trên cùng đây. Ngay chỗ cái hàm bot này các em. Chưa? Các em sẽ dùng cái view view cho đến composer. Rồi. Trong composer này nó có hai thành phần. Một á, tên view cần gửi đến. Tên view ví dụ là header hay gì đó, hay là master gì vân vân. Ở đây chúng ta để sao đi. Sao là để hết luôn. Một cái function. Function này gửi về cái biến view. Cái đó là view. Rồi mở xoắn enter. Cái biến view này bắt đầu share ra các em. View này which. Thì chỗ này bắt đầu mình truyền biến như bên kia được rồi.
Đây thầy sẽ mở ra ví dụ như nào là category bằng cái gì đó, trỏ đến chúng ta sẽ lấy cái kênh danh mục ở đây này, đưa nó vô bên này, yêu nó vào đây, sau đó mình cũng category where status phải một order by name ASE C get. Rồi bây giờ ngoài tất cả các cái view nó đều có cái biến này, các em hiểu chưa? Tất cả view luôn, có luôn cái view xe, xem có chạy không. Rồi chạy rồi đó, các em thấy chưa, chạy luôn này. Home cũng có, about cũng có, trang danh mục cũng có, trang chi tiết sản phẩm cũng có luôn. Các em hiểu cái chỗ này chưa? Tí sau này ta áp dụng, ví dụ như là cái tổng tiền của sản phẩm khi mà thêm vào giỏ hàng nó nằm trên này đúng không? Trên cái header này cũng là nằm master view rồi đúng không? Thì chúng ta cũng vào đây chúng ta share. Ví dụ như là các total trỏ đến 20 chẳng hạn. Đó thì cái biến này nó sẽ nằm ở trên master view luôn. Master. Đây ví dụ thầy có một cái này nữa đi. NAV3 ride đi. Chỗ này là khác. Đây sẽ là in cái đó ra. Tôi là các total. Ok. Thấy giờ đây, ví dụ thế này, giờ nha. Thì chúng ta chưa xử lý giỏ hàng nhưng mà ý là sau này mình có truyền dữ liệu thì mình cũng truyền ở đây. Bởi vì cái các total nó nằm ở tất cả các trang mà đúng không? Nó nằm trên master view mà đúng không ạ? Chỗ nào không có, ta truyền đã được rồi. Đấy. Đấy là về cái master view các em. À về cái share view.